vừa thành tiên thần con cháu cầu ta đăng cơ chương 208, thần công tới tay, dưới chân võ phong, hai. Được thôi. Hằng Phong chỉ có thể đồng ý, ít nhất chuyến này không tính đi không được gì, tuyệt học của đại cảnh đạo tổ vẫn rất có phân lượng. Cứ như vậy, Hằng Phong cáo từ rời đi. May mắn trên tay Hằng Phong không có thứ gì, hiện tại cũng chưa đến gần chạm vạn tối. thương Trường Sinh nhìn bóng lưng hắn rời đi, lộ ra nụ cười đoạt thiên chân long công đã tới tay còn đi hiển thánh động thiên cái gì khương trường sinh cũng không nghĩ tới hằng phong vậy mà nhớ kỹ tuyệt học mà kim thân cảnh mới có thể học tiểu tử này không phải là đệ tử thủ hộ tàn kinh các của hiển thánh động thiên đó chứ trong vòng một canh giờ hằng phong viết xuống chín bộ tuyệt học trong đó bao gồm cả đoạt thiên chân long công khương trường sinh sợ bại lộ nên sớm kết thúc điều khiển một tên thần nhân một canh giờ hắn tiêu hao không ít linh lực còn tốn sức hơn cả tru diệt kim thân cảnh. Khương Trường Sinh nhắm mắt tu luyện, mặc dù vừa đi đến tầng thứ bảy không lâu, nhưng hắn vẫn ngày ngày tu luyện, không thể lười biếng. Bạch Kỳ không dám hỏi thăm, một mình tự biên tự diễn, cực kỳ khẩn trương, chờ hoa kiếm tâm, Khương Tiễn trở về, nó mới vừa buông lỏng. Một tháng sau, Khương Trường Sinh cảm nhận được khoảng cách giữa Lăng Tiêu và mình không nữa kéo dài, giữ vững hai ngày, nói rõ Lăng Tiêu đã đến võ phong. Hắn lúc này đứng dậy, đằng vân giá vũ rời đi, trong chớp mắt tan biến tại chân trời. Khương Tiễn đang chơi người gỗ xem ngay người, người gỗ trong tay rơi trên mặt đất, hắn đều không biết. Một bên khác, giữa sườn núi Võ Phong, Lăng Tiêu đang luyện kiếm, đối diện là dãy núi liên miên, dãy núi trùng điệp, trong không đến phần cuối. Võ Phong thẳng tắp đến đứng ở trong dãy núi, cao tới gần ngàn trượng, như là một thanh kiếm, bốn phương tám hướng cũng không có kết nối dãy núi, từng đầu đường núi bao quanh võ phong, một mực thông hướng đỉnh núi, bên trên võ phong có không ít cửa hang, sâu không thấy đáy, mà đỉnh núi có một mảnh đất trống, chiếm diện tích phương viên hai dặm. Có vài tòa lầu cát, nhưng không có một ai. Đứng ở trên vách núi luyện kiếm, cúi xem dãy núi to lớn, tâm cảnh lăng tiêu đạt đến một loại trạng thái không minh, hắn không suy nghĩ một chiêu một thức, huy kiếm theo bản năng, quanh người lại xuất hiện một loại thế, thế dùng gió ngưng hình, lăng lệ bá đạo vị huynh đài này, xin hỏi nơi này là võ phong. Một tiếng nói bay tới, cắt ngang trạng thái của lăng tiêu. Lăng tiêu nhíu mày trả lời. Đúng thế. Người tới là một nam một nữ, nam anh tuấn thẳng tắp, người mặc áo trắng, tay cầm bảo kiếm, khí thế rất mạnh, nữ tiếu mỹ linh động, người mặc áo vàng, ánh mắt nhìn chầm chầm lăng tiêu, trong mắt đảo quanh, không biết nghĩ cái gì. Lăng tiêu tiếp tục luyện kiếm, không phản ứng nữa. Bạch y nam tử quan sát tỉ mỉ, tán thán nói. Kiếm của huynh đài không tệ, chẳng lẽ là tuyệt học của kiếm tuyệt ngày xưa? Lăng tiêu thu tay lại, quay người hỏi. Các hạ thế nào biết? Bạch y nam tử cười nói. Kiếm pháp thiên hạ, ta biết được bảy tám, vừa lúc biết được tuyệt học của kiếm tuyệt. Lăng tiêu nhíu mày, đột nhiên phát hiện nhìn mình không thấu đối phương. Nữ tử áo vàng cười nói. Đại ca, bằng không thu hắn đi, chúng ta muốn khai tông lập phái tại võ phong há có thể không có cao thủ bạch y nam tử gật đầu ánh mắt nhìn về phía lăng tiêu nói huynh đài ta thấy thực lực ngươi không tệ không bằng gia nhập chúng ta ta để ngươi làm phó trưởng môn nghe vậy lăng tiêu lắc đầu nói nếu như các ngươi muốn khai tông lập phái tại võ phong vẫn thôi đi sư phụ ta muốn núi này hắn cũng không kinh ngạc lúc mới tới trên núi đã có một đám người hắn dựa vào tiền tài cùng uy danh long khởi quan đuổi đối phương đi xin hỏi sư phụ huynh đài là ai bạch y nam tử hỏi lăng tiêu trả lời gia sư chính là đại cảnh đạo tổ ngươi là đệ tử long khởi quan nữ tử áo vàng hoảng sợ nói nàng ánh mắt sáng lên chăm chú nhìn lăng tiêu để lăng tiêu hết sức không thoải mái lăng tiêu nói hai vị xuống núi thôi bạch y nam tử cười nói Long khởi quan tại Ti Châu, cách nơi này mấy ngàn dặm xa, các ngươi như thế nào chiếm núi? Là muốn khai thác một loại tài nguyên nào đó, tại hạ nguyện xuất tiền tài, mua xuống núi này. Lăng tiêu nhíu mày, mặt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh lăng tiêu. Con ngươi bạch y nam tử co rụt lại, âm thầm kinh hãi, hắn hoàn toàn không có cảm nhận được khí tức của đối phương, đối phương từ trên núi nhảy xuống, người đến chính là khương trường sinh lăng tiêu nhìn thấy khương trường sinh vội vàng ôm quyền hành lễ nói sư phụ khương trường sinh gật đầu hắn nhìn về phía bạch y nam tử nói núi này ta muốn các ngươi xuống núi thôi đợi lát nữa ta muốn dọn đi dứt lời hắn theo đường núi đi xuống dưới núi lăng tiêu vội vàng đuổi theo hắn muốn thưởng thức một chút phong cảnh võ phong khó được ra ngoài một chuyến Bạch Y Nam tử sững sờ tại tại chỗ. Nữ tử áo vàng nhìn không được hỏi: "Đại ca, hắn chẳng lẽ là đạo tổ? Hắn mới vừa nói cái gì, hắn muốn rời núi? Thương Trường Sinh tuổi trẻ như thế, làm sao có thể là đại cảnh đạo tổ?" Hắn thoạt nhìn còn muốn trẻ tuổi hơn cả vị kiếm khách vừa rồi, không chênh lệch nhiều với nàng. Bạch Y Nam tử hoang mang, hắn hít sâu một hơi, nói: "Xuống núi thôi, xem hắn muốn làm gì." có lẽ đệ tử Long khởi quan cũng tới, không nên phát sinh xung đột. Hai huynh muội đi theo xuống núi. Ven đường, Khương Trường Sinh hỏi thăm Lăng Tiêu chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này trải qua, Lăng Tiêu giảng giải chi tiết. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đi vào dưới chân núi, Khương Trường Sinh bắt đầu tìm kiếm góc độ dời núi thích hợp, Lăng Tiêu nhắm mắt theo đuôi, trong lòng hắn cũng rất tò mò, sư phụ muốn làm sao dời núi. Đôi huynh muội kia cũng xuống núi, Khương Trường Sinh căn bản không sợ bọn họ nhìn thấy, hắn không có ý định lén lút dời núi lần này, vừa hay hiện ra cho thế nhân sự mạnh mẽ của mình, kiếm thêm số lượng giá trị hương hỏa khổng lồ. Lượng gần nửa vòng, Khương Trường Sinh dừng lại, hắn đi đến trước một mảnh vách núi, ra tay từ nơi này hẳn là dễ dàng hơn một chút. Đường kính võ phong chiếm diện tích đi đến 6, 7 dặm, lại thêm cao ngàn trượng, được cho là cự nhạc. Nữ tử áo vàng nhịn không được nói. Quy, ngươi muốn dời núi người của ngươi đâu khương trường sinh đeo kỳ lân phất trần ở hông cười nói dời núi mà thôi cần gì người khác nữ tử áo vàng trợn trắng mắt nói chỉ dựa vào hai sư đồ các ngươi đào cả một đời vận cả một đời cũng mang không hết nha đối mặt nữ tử áo vàng nghi vấn khương trường sinh không lại trả lời hai tay của hắn đặt tại trên vách núi đá điều động linh lực ánh mắt hắn ngưng tụ thi triển thần thông dời núi linh lực của hắn cấp tốc lan tràn bên trong ngọn núi lăng tiêu bạch y nam tử nữ tử áo vàng chăm chú nhìn hắn không thể nào cái trán lăng tiêu toát ra mồ hôi lạnh hắn tin tưởng sư phụ sẽ không nói dối nếu như khương trường sinh thật muốn dùng sức một mình di chuyển võ phong bạch y nam tử cảm nhận được khí thế của khương trường vô cùng lo sợ đây là công lực của đại cảnh đạo tổ sao công lực tu diệt kim thân cảnh nữ tử áo vàng thấy khương trường sinh cứng đờ bất động buồn cười thật khoác lác nàng đang muốn mở miệng trêu chọc đột nhiên mặt đất rung động ầm ầm ba người bị đị địa chấn lắc ngã trái ngã phải vội vàng vận công dùng chân khí ổn định bước chân bọn hắn hoảng sợ nhìn khương trường sinh chỉ thấy câu trần thiên công đại vũ bào trên người khương trường sinh bắn ra huỳnh quang sáng chói khiến cho hắn như có khí phái tiên thần khí thế siêu tuyệt khiến cho bọn hắn thấy nghẹt thở khí thế thật đáng sợ bạch y nam tử chưa bao giờ cảm thụ qua như thế cường đại khí thế cho dù phụ thân của hắn cũng còn lâu mới mạnh mẽ như thế hắn rốt cuộc là ai bạch y nam tử động dung nghẹn họng nhìn trân trối nhìn khương trường sinh không còn thần thái thông dong lúc trước nữ tử áo vàng há miệng thật to to đến mức có thể nuốt vào một quả trứng gà cho dù đồ đệ khương trường sinh là lăng tiêu cũng lộ vẻ mặt không thể tin được trong lúc ba người đang cảm thấy đầy rung động, Khương Trường Sinh gầm thét một tiếng. Lên. Một tiếng quát lớn này kinh thiên động địa, để ba người cảm thấy đinh tai nhức óc. Ầm ầm. Võ phong to lớn hùng vĩ rung động bay lên, thiên địa lay động, dùng võ phong làm trung tâm, mặt đất nứt ra, từng đầu vết nứt để mặt đất phá toái, kéo dài tới đến trên núi xung quanh, ảnh hưởng đến phương viên hơn 10 dặm, chấn động càng ảnh hưởng đến cách xa mấy trăm dặm. Ba người lăng tiêu đứng sau lưng Khương Trường Sinh, mặt đất dưới chân không có nước ra, nhưng vết nước gần nhất cách bọn họ không đến năm trượng, để bọn hắn cực sợ. Đến không hết nham thạch trượt xuống rơi xuống, lăng tiêu, bạch y nam tử không thể không huy kiếm vung chém đá đang rơi xuống. Thật, thật muốn dời núi. Nữ tử áo vàng ngây người, lời đều nói không trôi chảy, tiếng không ngừng run rẩy. Võ phong ngàn trượng vụt lên từ mặt đất, che khuất bầu trời, để ba người chỉ cảm thấy trời sắp tối rồi. Hai tay Khương Trường Sinh kéo lên vách núi, như con kiến dời đại tượng, đánh vào thị giác càng vượt xa so sánh này, lăng tiêu, bạch y nam tử, nữ tử áo vàng đều xem đến ngay người. Khương Trường Sinh đưa lưng về phía hắn, xuất mồ hôi tráng. Ôi không! Kém chút kinh thường. Võ Phong còn nặng hơn hắn tưởng tượng, chỉ dựa vào linh lực của hắn rất khó di chuyển, cũng may hắn biết thần thông. Đánh nổ một ngọn núi dễ dàng, nâng lên một ngọn núi lại không dễ dàng khương trường sinh không có thu võ phong vào trong cơ thể hoặc thu vào lòng bàn tay hắn cứ như vậy dơ chuẩn bị rêu rao về kinh hắn bay lên không võ phong bay lên hắn trượt đến mức độ của ngọn núi một tay chống đỡ võ phong ra vẻ tư thái dễ dàng khương trường sinh nhìn xuống lăng tiêu nói còn không lên núi nếu không vi sư tiễn ngươi một đoạn đường lăng tiêu lấy lại tinh thần vội vàng thả người vọt lên nhảy đến trên núi hắn vẫn khiếp sợ một câu đều nói không ra miệng đợi võ phong bay tới không trung độ cao càng chênh lệch với dãy núi khương trường sinh bay về phía ti châu hắn chỉ cần cảm giác luân hồi ấn ký của hoa kiếm tâm liền biết được hướng đi sau khi dời võ phong đi trong dãy núi hiển lộ ra một hố to chiếm diện tích dài rộng mấy dặm đầy đất vết rách như tình cảnh thiên thạch rơi xuống đất bạch y nam tử nữ tử áo vàng ngu ngơ tại chỗ thật lâu không thể lấy lại tinh thần mãi cho đến khi võ phong tan biến tại phần cuối dãy núi nữ tử áo vàng nhìn không được hỏi đại ca đại cảnh thật chính là võ đạo hoang mạc sao làm sao cảm giác còn khủng bố hơn vương triều võ đạo ở trung tâm đại lục bạch y nam tử yên lặng thế giới quan của hắn cũng nát dời núi a mà lại là cự nhạc ngàn trường đây là lực lượng võ đạo có thể đạt tới quá mẹ nó không hợp thói thường Bạch y nam tử nỗ lực khắc chế tâm tình trong lòng, bảo trì phong độ, nhưng hắn vẫn không nhịn được mắng một câu. Mẹ nó. Nữ tử áo vàng nhớ tới lúc trước treo chọc Khương Trường Sinh, không khỏi đỏ mặt. Đồng thời nàng tràn ngập tò mò về Khương Trường Sinh, cảnh giới võ đạo của người này đến cùng cao bao nhiêu. Chẳng lẽ đúng như đại cảnh người nói, đạo tổ chính là tiên thần hạ phàm. Bên cạnh quan đạo, bên trong một gian khách sạn, một đám tiêu sư áp tiêu đang uống rượu ăn thịt. Lúc này, tiểu nhị lão đảo nghiêng ngã chạy vào, hoảng sợ kêu lên. Có một ngọn núi. Đang 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 bay tới. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, biểu lộ cổ quái. Chưởng quỷ nhét một khối khăn lao vào mặt hắn, mắng. Nói mê sản cái gì thế, lại vụn trộn uống rượu. Tiểu nhị giật khăn lao xuống, hét lớn. Thật, thật, ta không có nói sai. Ta không có uống rượu đột nhiên ngoài khách sạn tối xuống giống như màn đêm buông xuống tất cả mọi người thấy một màn này ngây người bọn hắn vội vàng chạy đến bên cửa sổ cạnh cửa thăm dò nhìn ra ngoài ngay sau đó tất cả đều ngây ra như phỏng một tòa sơn nhạc thật to đứng thẳng bay qua trên khách sạn núi thật đang bay ông trời ơi nhị biểu ca ta thật không có uống say đó chứ các ngươi mau nhìn có người Trời à, thật sự có người, là có người đang dời núi. Ngự không phi hành, chẳng lẽ là thần nhân? Nhưng mẹ nó, thần nhân có khả năng dời núi à? Chúng ta không phải gặp quỷ rồi đó chứ. Phía dưới võ phong, câu trần thiên công đại vũ bào của Khương Trường Sinh bắn ra hào quang ống ánh, như là trăng sáng trong bầu trời đêm tại không gian tối tăm dưới núi, vô cùng bắt mắt. Tốc độ Khương Trường Sinh phi hành không tính chậm, cũng không lâu lắm, võ phong tan biến tại chân trời trong cái nhìn soi mói của tất cả mọi người ở trong khách sạn tất cả mọi người đứng người tại chỗ thật lâu không nói khương trường sinh nâng võ phong bay về phía ti châu linh lực tiêu hao rất nhanh đổi lại hắn trước khi đột phá đoán chừng rất khó dời võ phong đến ti châu cũng may hắn đã xưa đâu bằng nay lăng tiêu đi vào bên trên đỉnh núi nhìn phong cảnh giang sơn bốn phương tám hướng hắn hít sâu một hơi ánh mắt hắn trở nên kiên định từ nay về sau hắn không xông xáo giang hồ nữa hắn muốn dùng sư phụ làm mục tiêu đi đến cảnh giới võ đạo như thế hắn đột nhiên bắt đầu chờ mong sư phụ dời võ phong đến kinh thành tình cảnh hoàng xuyên sư huynh đoán chừng sẽ sợ tè ra quần trong ruộng lão nông đang cày ruộng đột nhiên ngẩng đầu cái quất trong tay vô ý thức rơi vào trong ruộng trên đê đá mấy vị phụ nhân đang dệt áo cảm giác bầu trời dần dần tối lại không khỏi ngẩng đầu bách tính lui tới bên trong thành trấn Dùng dập ngẩng đầu, tất cả đều bị choáng váng. Ông trời ơi! Đó là cái gì? Là núi. Là núi kìa. Dưới núi có người, đó là thần tiên sao? Không phải là yêu quái đó chứ. Đây là tiên thần đang dời núi à? Lão thiên hiển linh, nhanh quỳ lạy. So với người tập võ kinh ngạc, phàm nhân càng nhiều hơn chính là hưng phấn, xác định võ phong sẽ không tổn thương đến mình, dùng dập quỳ lạy, sợ bỏ lỡ ngày điềm lành này. Khương Trường Sinh một đường bay lượn, phàm là nơi có người, thấy cảnh này, không khỏi chấn kinh, kinh hô. Ngay cả giả thú, yêu thú trong rừng núi đều thấy mà ngây người. Một đường bay qua mấy chục tòa thành trì, Khương Trường Sinh cách Ti Châu càng gần. Kinh Thành Trong phủ đệ Trần Gia, Trần Lễ cao tuổi đang đấu dế với tàng tôn của mình. Đột nhiên, hắn thấy từng người từng người võ giả phóng qua phía trên phủ đệ Trần Gia, chạy về phía phương hướng cửa thành bắc hắn không khỏi mắng một đám vô lễ lúc này một tên tôi tới chạy vào gấp giọng nói gia chủ xảy ra chuyện lớn tâm tình trần lễ vốn không tốt lúc này tức miệng mắng to đại sự gì trời sập sao bây giờ đại cảnh cường thịnh hạng gì chẳng lẽ còn có người muốn chết không sai biệt lắm có cự nhạc bay tới kinh thành cấm vệ bạch y vệ toàn thành đều đã bị điều động toàn bộ chạy tới cửa thành bắc tôi tớ run rẩy trả lời mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trần lễ sửng sốt hỏi cái gì cự nhạt là núi một ngọn núi rất lớn a à. trần lễ đột nhiên nhớ tới cái gì vội vàng đứng lên nói mau đỡ lão phu đi xem một chút tằng tôn thấy hắn chạy gào khóc nhưng lần này trần lễ không quan tâm hắn trong hoàng cung. Trong ngự thư phòng, Khương Tử Ngọc đang ngồi luyện công, Khương Tú đang nhìn tấu chương. Một bạch y vệ xông tới, nói. Bệ hạ, có cự sơn thần bí đang dùng tốc độ cao lao tới gần kinh thành. Khương Tử Ngọc mở to mắt, cao mày nói. Lặp lại lần nữa. Có cự sơn thần bí. Khương Tử Ngọc không đợi hắn nói xong, một thoáng đã đứng lên, bước nhanh đi ra khỏi cửa phòng. Khương Tú đi theo buông xuống tấu chương. Bọn hắn đứng ở trước cửa ngự thư phòng đã có thể nhìn thấy chân trời xa xa có đường nét của Cự Phong, đang ở chậm rãi biến lớn. Hai cha con ngây người. Bọn hắn nghĩ đến trước đó yếu địa hoa kiếm tâm nói tới, chẳng lẽ? Hai cha con liếc nhau, đều nhìn ra chấn kinh trong mắt nhau. Bên trong Long Khởi Quan, đạo trung bị gõ vang khẩn cấp, ngàn tên đệ tử dồn dập chuẩn bị chiến đấu, có đứng trên mái hiên, có đi vào trước sơn môn, có đứng bên vách núi, tất cả đều nhìn về một phương hướng phần cuối thiên địa, phía trên rừng núi liên miên, một tòa sơn nhạc thật to như kiếm dựng đang bay tới chỗ bọn hắn. Đó là cái gì? Địch tập sao? Cái gì địch tập, có núi đang bay. Tại bay đó. Chẳng lẽ là chướng nhãn pháp? Hải thị thận lâu. Các đệ tử liên tục kinh hô, Hoang Xuyên đứng trên mái hiên, cả người ngây người. Hắn nghĩ tới Lăng Tiêu trước khi đi. Chẳng lẽ sư đệ thật đi điều tra địa hình? sư phụ thật muốn dời núi hắn quay đầu nhìn về phía đình viện của sư phụ phát hiện bạch kỳ vong trần hoa kiếm tâm khương tiễn đều đi vào trên mái hiên bạch long chiếm cứ bên trên đỉnh núi cũng ngẩng lên đầu rắn to lớn không thấy thân ảnh sư phụ trong lòng hoang xuyên kinh hoàng là thật hoang xuyên bị chấn động đến không biết nên nói cái gì đầu óc trống rỗng hoa kiếm tâm cũng bị sợ choáng váng nàng tin tưởng khương trường sinh nhưng không nghĩ tới khương trường sinh là dời núi bạch kỳ ghé đầu vào trên móng vuốt làm ra tư thế cầu nguyện giờ khắc này khương trường sinh trong lòng nó triệt để thành thần tuyệt không phải yêu đạo đây là tiên đạo nhìn đường nét kinh thành phương xa khương trường sinh lộ ra nụ cười cuối cùng cũng tới rừng núi phía dưới có từng bóng người lần lượt toát ra tất cả đều là võ giả tập võ ở gần đó bọn hắn nhảy vọt đến ngọn cây ngưỡng vọng võ phong nhìn thấy bóng dáng thương trường sinh cái đó là có người có người đang dời núi cũng không phải ngọn núi tự mình bay ánh sáng kia giống như là đạo tổ hôm đó đạo tổ độ kiếp ở trên không trung cũng là hào quang như thế đạo tổ dời núi ông trời của ta ơi hắn thật là võ giả sao võ đạo chi cảnh lại có thể mạnh đến tình trạng như thế chẳng lẽ từ xưa đến nay những truyền thuyết thần thoại kia đều là võ giả làm ra khương trường sinh không nhìn võ giả phía dưới kinh hô hắn một tay nâng võ phong chạy tới cửa thành bắc kinh thành đất hoang bên ngoài cửa thành bắc đã phê cho long khởi quang khương trường sinh còn cố ý để vạn lý dẫn người đi vây lại đóng một tấm bản gỗ trên mái hiên toàn thành đều có đứng đầy bóng người ngắm nhìn võ phong tới gần võ phong bay trên trời cao thật sự rung động ánh mắt để bọn hắn hoảng hốt không biết xảy ra chuyện gì trên tường thành cửa thành bắc càng đứng đầy bạch y vệ bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu theo võ phong càng ngày càng gần càng ngày càng nhiều người nhìn thấy bên dưới võ phong có người hào quang của câu trần thiên công đại vũ bào thật sự quá lóa mắt có người đang dời núi cũng không phải núi biết bay chân tướng này ngược lại càng khiến người ta chấn kinh người nào lại có thể dời núi bọn hắn đầu tiên nghĩ đến đạo tổ hoặc là cường giả tuyệt thế đến đây khiêu chiến đạo tổ đám người khương tử ngọc khương tú hàng thiên cơ trần lễ tất cả đều ngốc ngốc nhìn một màn này võ phong hùng vĩ đến mức nào khương trường sinh mang cho bọn hắn rung động lại càng lớn các ngươi chớ hoảng sợ từ nay về sau đây cũng là ngọn núi thứ hai của long khởi quan giọng khương trường sinh truyền đến vang vọng phía dưới bầu trời để người toàn thành đều có thể nghe được nghe nói như thế rất nhiều bách tính không rõ chân tướng đều an lòng sau đó liền chấn kinh đạo tổ vậy mà có khả năng dời núi, còn là lớn núi như thế. Nhân gian chân tiên. Khương Trường Sinh xác định bên ngoài cửa thành Bắc không có người, bắt đầu chậm rãi giảm xuống, hắn tản thần thức ra, tránh cho võ phong đụng vào cửa thành Bắc, tiếp theo ảnh hưởng đến Long Khởi Sơn. Võ Phong khổng lồ chậm rãi hạ xuống, để hết thảy binh sĩ, võ giả bên trên cửa thành Bắc khẩn trương, các đệ tử Long Khởi Quang cũng đang khẩn trương quan sát, khi Võ Phong tới gần bọn hắn, Bọn hắn mới có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn của Khương Trường Sinh. Sức người tuyệt không có khả năng di chuyển cự sơn như thế. Hoàng Xuyên đột nhiên nhìn thấy Lăng Tiêu đứng ở trên đường núi của Võ Phong, hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Là thật, tuyệt không phải chướng nhãn pháp. Ầm ầm. Võ Phong rơi xuống đất, chấn động mặt đất, nhấc lên bụi đất cuồn cuộn, bao phủ quảng trường ở gần cửa thành bắc. Một tòa sơn nhạc còn muốn khổng lồ hơn Long Khởi Sơn rơi vào bên ngoài cửa thành bắc khoảng cách giữa vách núi và cửa thành không đến hai trượng không ít rừng cây đều bị đè bằng mãi đến khi võ phong rơi xuống đất trong kinh thành mới vừa bùng nổ tiếng hoang hô động trời cao dân chúng đều đang cao giọng gọi tên đạo tổ khương tử ngọc sững sờ tại chỗ hắn đột nhiên cảm thấy thứ mình theo đuổi không có ý nghĩa hoàng đồ bá nghiệp giang sơn thành tựu vĩ đại như thế nào so sánh được thần tích như thế tiên nhân tiên nhân trần lễ được hạ nhân nâng đỡ chỉ về phía võ phong toàn thân run rẩy nói hắn hết sức xúc động hai mắt đầy nước mắt giờ khác này nghi hoặc lớn nhất trong lòng của hắn đã được giải khai mấy chục năm hắn một mực rất tò mò khương trường sinh đến cùng có lai lịch gì chỗ nào học được võ học khương trường sinh tự xưng là học được trong mộng hắn không tin luôn cảm thấy sau lưng khương trường sinh có người một đường đi tới hắn mắt thấy khương trường sinh sáng tạo ra kỳ tích này đến đến kỳ tích khác để đại cảnh vốn nên hết mệnh số trọng thương đến rực rỡ dù vậy hắn vẫn không biết khương trường sinh vì sao mạnh như thế cho tới bây giờ hắn tin tưởng khương trường sinh chính là tiên nhân ở trên bầu trời hạ phàm trần lễ xúc động đột nhiên hai mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh sau khi để võ phong xuống khương trường sinh thi triển tiên thiên hóa lâm chi thuật để rừng núi rừng cây dưới đáy võ phong sinh trưởng rậm rạp rễ cây chui vào sâu trong lòng đất dùng cái này vững chắc võ phong để tránh đột nhiên xuất hiện một trận địa chấn, chấn động võ phong đến đụng vào kinh thành. Thời gian một nén nhang về sau, toàn bộ dưới chân núi võ phong đều xuất hiện một rừng cây rậm rạp, thần tích như vậy để bách tính, đám võ giả tất cả đều quy công cho Khương Trường Sinh. Làm xong tất cả những thứ này, Khương Trường Sinh trở lại bên trong Long khởi quan, truyền âm cho Hoang Xuyên, Vạn Lý, để bọn hắn ở trên núi sữa cầu, tu kiến lầu cát, đình viện bên trên võ phong. Bạch Kỳ ngốc ngốc nhìn Khương Trường Sinh, không dám đáp lời hoa kiếm tâm cùng khương tiễn ở trong sân ánh mắt nhìn về phía khương trường sinh đầy chấn kinh khương trường sinh ngồi tĩnh tọa ở dưới cây cũng không lên tiếng bắt đầu tu luyện hắn muốn khôi phục linh lực chuyến này dời núi tiêu hao hơn phân nửa linh lực của hắn hắn chưa từng mệt nhọc qua như thế này mặc dù lúc trước đối mặt đại quân chính triều hai phe triều tông hợp lại cũng không có mệt mỏi qua như vậy kinh thành náo động kéo dài thật lâu còn muốn náo nhiệt hơn ăn Tết năm mới, số lượng lớn võ giả, bách tính đi ra khỏi cửa thành, tiến đến xem núi ngoài thành, khi bọn hắn sờ đến bùn đất, đi đến đường núi mới dám tin tưởng là thật. Cái này là võ phong. Không sai, là võ phong, làm sao có thể, võ phong cách kinh thành há lại chỉ có cách xa 3.000 dặm. Một lão giả hoảng sợ hô, lời hắn để những người khác xung xao. Đây là võ phong. Dương Chiêu Đế đứng trên mái hiên, trận mắt hốc mồm. Hắn đi qua võ phong, võ phong với hắn mà nói là quá quen. Chính là bởi vì quen thuộc, hắn mới kinh hãi nhất. Khương Tử Ngọc nghe nói việc này, điều động bạch y vệ đi tới võ phong, nhìn một chút võ phong phải chăng còn ở đó. Hắn để bạch y vệ dùng phi tính truyền thư 800 dặm khẩn cấp đi xem. Nửa tháng sau, Khương Tử Ngọc nhận được tin tức, đúng là võ phong. Bách tính các thành ven đường đều tận mắt thấy đạo tổ dời núi, vì để tránh cho bách tính khủng hoảng, Khương Tử Ngọc không thể không chiêu cáo thiên hạ, thông báo việc này. Đạo tổ chuyển võ phong, ngày đi 3.000 dặm. Thiên hạ chấn kinh, tin tức truyền ra toàn bộ Giang Sơn Đại Cảnh, không chỉ là Thập Tam Châu, còn bao gồm cả các vương triều khác vừa thu phục. Tháng 5 Kinh thành náo động cuối cùng kết thúc, nhưng mỗi ngày vẫn có người liên tục không ngừng đến đây quan sát võ phong, võ phong đã trở thành biểu hiện sức mạnh to lớn của đạo tổ. Khương Trường Sinh mỗi ngày đều đang nhìn giá trị hương hỏa, ngày thứ hai hạ núi xuống, giá trị hương hỏa của hắn bắt đầu tăng vọt. Giá trị hương hỏa trước mắt, 910.983. Ngắn mũi 3 tháng, thắng qua tích lũy mấy chục năm trước đó. Mà tốc độ tăng trưởng vẫn còn rất nhanh, không có một tia khuynh hướng giảm bớt. Người có thể thắp hương cho hắn đều là tín đồ cực hạn, còn không tính những người kính sợ, sùng bái hắn, dù sao phần lớn người sùng bái người nào đó chẳng qua là để ở trong lòng hoặc treo ở ngoài miệng sẽ không bày ra hành động quả nhiên tại thế giới bế tắc tin tức này chỉ có chân chính hiện ra biểu hiện mạnh mẽ mới có thể để cho thế nhân thắp hương cúng bái Thương trường sinh đột nhiên sinh ra rất nhiều ý nghĩ nếu hắn thực hiện hết các loại thần thoại hoa hạ mà mình biết được giá trị hương hỏa của hắn sẽ nhiều bao nhiêu khoa phụ trục nhật hậu nghệ xạ nhật nữ hoa bổ thiên tinh vệ lấp biển nộ bổ hoa sơn, dìm nước kinh thành. Phi, cái cuối cùng coi như thôi." Khương Trường Sinh miên man bất định. Đồng thời, hắn ý thức đến việc Giang Sơn đại cảnh mở rộng cũng có chỗ tốt đối với hắn, đại cảnh càng nhiều con dân, hoàng quyền giúp hắn tuyên truyền, hắn có thể thu được giá trị hương hỏa càng nhiều. Trong chớp nhoáng này, Khương Trường Sinh có loại xúc động mãnh liệt muốn để Khương Tử Ngọc chinh chiến xa trường. Bất quá hắn vẫn kiềm chế lại, dù sao hắn vừa đột phá mỗi một lần đột phá cách thời gian chắc chắn càng ngày càng dài, khoảng cách lần sau đột phá nói ít cũng có mấy chục năm, thậm chí có khả năng trên trăm năm, không đáng gấp gáp bây giờ. Con cháu thống nhất thiên hạ, hắn thì không ngừng độ kiếp thành tiên thành thánh, siêu thoát hết thảy. Chỉ là ngẫm lại, Khương Trường Sinh đã có chút xúc động. Đúng lúc này, một dòng nhắc nhở xuất hiện. Càng vũ năm 20, Trần Lễ bị ngươi đánh dấu đầu thai thành công, Giáng sinh tại Ngụy Triều. Khương Trường Sinh sửng sốt, trần lễ đầu thai. Hắn lúc này mở mắt, truyền âm cho hoa kiếm tâm bên trên võ phong, để cho nàng đi tìm hiểu một thoáng chuyện của trần lễ. Trần lễ đều sắp 90, xem như hỷ tang. Khương Trường Sinh không có bi thương, dù sao hắn đã sơ khuy luân hồi, chẳng qua là chuyện có chút đột nhiên, hắn tóm lại muốn tìm hiểu một chút. Thời gian một nén nhang sau, hoa kiếm tâm vào viện, có thần nhân như hoang xuyên trợ giúp, giữa hai ngọn núi đã xây dựng ba cây cầu gỗ, hoa kiếm tâm đi cầu tới đây. Trần lễ qua đời đã ba tháng, ngay ngày hôm đó ngươi dời núi, quá xúc động nhưng không có thể trấn áp được cảm giác kia, không phải ngươi nói trong khoảng thời gian này không muốn bất kỳ ai quấy rầy ngươi sao, cho nên ta không có nói cho ngươi, dù sao lấy thân phận ngươi bây giờ, cũng không dễ đi trần gia tham gia tang lễ. Hoa kiếm tâm đi vào trước mặt Khương Trường Sinh nói. Khương Trường Sinh biểu lộ cổ quái. Hoa kiếm tâm an ủi. Không cần suy nghĩ nhiều, trước kia không phải ngươi cho hắn rất nhiều đan dược à, người đều có đại nạn, hắn sẽ không trách ngươi, ta tin tưởng một khắc hắn thấy ngươi di chuyển võ phong, trong lòng hắn rất tự hào, có hảo hữu như ngươi, hắn không tiếc đời này, kiếp sau của hắn đoán chừng cũng rất khó có được vinh hạnh đặc biệt này. Sau khi võ phong hạ xuống, hình ảnh Khương Trường Sinh bên trong lòng mọi người ở xung quanh đã thay đổi, trở nên cao cao tại thượng trở nên tràn ngập cảm giác khoảng cách. Đây là sùng bái, kính sợ cực hạn mang đến. Khương Trường Sinh thở dài một hơi, nói: "Ta biết rồi." Hai người trò chuyện trong chốc lát, Hoa Kiếm Tâm đi đón Khương Tiễn. Khương Trường Sinh yên lặng lấy ra giá trị hương hỏa, tiêu hao một vạn giá trị hương hỏa chúc phúc cho Trần Lễ. Ngoại trừ ấy nấy, càng nhiều hơn chính là kỷ niệm. Cả đời này, người có thể được xưng là hảo hữu của hắn thì chỉ có Trần Lễ, những người khác cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là quan hệ thượng hạ cấp. Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, Trần Lễ hăng hái, bị người làm bị thương, hai người huyên náo không thoải mái, khi đó thế nào biết bọn hắn lại là bằng hữu cả đời. Đương nhiên, là một đời đối với Trần Lễ. Khương Trường Sinh không có cả đời, hắn chỉ có vĩnh sinh. Cố nhân đã qua đời, ta phải càng nỗ lực tu luyện, kiếp sau hữu duyên gặp lại. Trong lòng Khương Trường Sinh suy như vậy, tháng này, Vạn Lý đã bắt đầu an bài các đệ tử dọn đi võ phong, long khởi quan trở nên quạng cu ẻ lại nghe tin tức trần lễ tạ thế hắn đột nhiên có chút phiền muộn bất quá phiền muộn này rất nhanh hóa thành động lực bạch kỳ thấy khương trường sinh nhắm mắt đi theo thở dài một hơi nó sợ khương trường sinh cũng đưa nó tới võ phong đi nó vẫn ưa thích đợi ở dưới địa linh thụ rất thoải mái còn có thể càng tiếp cận khương trường sinh khoảng cách tới gần quan hệ sẽ không xa lánh nó có thể một mực ôm đùi phía dưới trời xanh một bên ở bên cạnh thác nước Khương La 16 tuổi lên bờ, toàn thân hắn tiêu tán hơi nóng, sấy khô nước động trên người. Mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng thân thể của hắn rất cường tráng, cơ bắp rõ ràng, tràn ngập cảm giác dương cương cùng lực lượng. Tóc tai hắn bù xù giống Khương Tú như đúc, nhưng mặt mày của hắn tràn ngập ngạo khí, khí chất hoàn toàn khác biệt với Khương Tú. Tứ Hải Hiền Thánh đi tới, đưa cho hắn một cái ấm nước, nói Đây là rượu trái cây vi sư mới ủ chế, chính là kình nguyên hoa trăm năm cất chế mà thành, sau khi tôi thể uống vào, có thể làm cho gân cốt của ngươi khôi phục được càng tốt hơn, tẩm bổ thể phách. Khương La tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, sau đó lau miệng, cười hỏi. Sư phụ, bằng vào thực lực ta có thể xông xáo mấy trọng thiên hay không? Tứ Hải Hiền Thánh bất đắc dĩ nói. Ngươi còn tuổi nhỏ, hà tất sớm vượt quan, luyện thêm mấy năm đi, không cần thiết đấu cùng tên kia, bối phận phụ thân người ta còn cao hơn cả sư tổ ngươi. Hừ, ta không quen nhìn hắn khi dễ đồng môn, hắn tính thiên tài gì, bất quá là tài nguyên ném ra tới thần nhân thôi, lại cho ta 5 năm, năm, nhất định có thể vượt qua hắn. Khương La khẽ nói, cái bớt giữa mi tâm lập lòe hồng quan nhàn nhạt, khiến cho hắn thoạt nhìn giống như có con mắt thứ ba. Tứ Hải Hiền Thánh cười khổ. Không quan tâm người ta trưởng thành thế nào, có người làm chỗ dựa cũng là thể hiện của thực lực, ai, sư phụ không có năng lực để ngươi bị chọc tức khương la cau mày nói sư phụ người nói cái gì đó nếu không phải người dẫn ta tới hiển thánh động thiên tư chất ta cho dù tốt cũng bất quá là võ phu thế gian há có thể bước chân vào võ đạo chân chính đúng rồi ngươi có muốn về trở lại đại cảnh đi xem một chút tứ hải hiền thánh nói sang chuyện khác lời khương la khiến cho hắn hết sức vui mừng nhưng hắn vẫn sợ khương la xảy ra chuyện Hiện thánh động thiên nhìn như quy củ sâm nghiêm, có thể bảo hộ mỗi một vị đệ tử, nhưng đắc tội người địa vị cao, cũng sẽ không có kết cục tốt. Khương La bình tĩnh nói. Không muốn, bây giờ ta chỉ muốn mạnh lên, trở lại đại cảnh, nhất định có thật nhiều phiền toái, mà ta không quay về, vị thái tử đại ca sinh đôi kia ta của mới ngồi vững địa vị. Tứ hải hiền thánh không có dấu giếm thân thế của hắn, nhưng hắn cũng không có sinh ra hứng thú với hoàng quyền cảnh triều, trước đây ít năm, Tứ Hải Hiền Thánh dẫn hắn đi du lịch qua vương triều phụ cận, hắn không thích thế giới bên ngoài, phàm nhân vì sinh kế mà dãy dụ, võ đạo mỏng manh. Nghe vậy, Tứ Hải Hiền Thánh tuy không quá hài lòng, cũng chỉ có thể đồng ý. Khương La đang nghe chuyện trên TV audio CV ném ấm nước cho hắn, giơ tay, xem như chào hỏi hắn, hắn đi về phía nhà gỗ nhỏ của mình, chuẩn bị tiếp tục luyện công. Tứ Hải Hiền Thánh quay người nhìn về phía Khương La, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ sầu lo. Khương La quá hiếu thắng, ngày sau nhất định sẽ xông ra chuyện lớn. Vị sư phụ như mình lại có thể bảo đảm hắn bao lâu? Hắn có thể cảm giác được đại nạn của mình, không có sống thêm bao nhiêu năm nữa, hy vọng trước khi mình thọ hết chết già, tận khả năng trợ giúp tiểu tử này mạnh lên. Tứ Hải Hiền Thánh thở dài một hơi. Hắn đột nhiên nghĩ đến Khương Uyên, hai người từng mới quen đã thân, chờ hắn đến dưới cửu tuyền, nhất định phải đắc ý với Khương Uyên một phen, xem lão phu tạo ra một tầng tôn giỏi cho ngươi. Tứ hải hiền thánh không khỏi vui vẻ, sầu lo trong lòng ảm đạm đi không ít. Hắn chính là tính cách như vậy, thoải mái, gặp sao yên vậy, hắn tin tưởng vững chắc mỗi người đều có mệnh số của mỗi người. Đại cảnh an dưỡng sinh sống, hoàng đế chiêu cáo về chuyện Khương Trường Sinh dời núi trong vòng một năm gián đầy các ngõ ngách đại cảnh, rất nhiều người sợ hãi thang đạo tổ mạnh mẽ, phụng làm thần linh, nhưng cũng có nhiều người hơn cho rằng hoàng đế ngu ngốc, trên đời này làm sao có người có thể dời núi. Mặc kệ như thế nào, giá trị hương hỏa của Khương Trường Sinh đang một mực tăng trưởng. Thoáng chớp mắt, hai năm qua đi. Càng vũ năm 22, Khương Trường Sinh 72 tuổi. Một năm này, Thái tử Khương Tú 18 tuổi bắt đầu giám quốc, chủ trưởng triều chính, mà Khương Tử Ngọc mỗi ngày ngâm mình ở bên trong Long Khởi Quang. Đệ tử Long Khởi Quang đều đã di chuyển đến bên trên võ phong, Long Khởi Sơn lớn như vậy chỉ có Khương Trường Sinh, Vong Trần, Hoa Kiếm Tâm, Khương Tiễn ở, phạm vi hoạt động của Bạch Kỳ và Bạch Long trở nên lớn lớn, nhất là Bạch Long, không cần lại ngày ngày đợi ở trên đỉnh núi, trước kia sẽ lo lắng vô ý đã thương người. Hoặc là phá hư hoa cỏ cây cối trên núi. Trong đình viện, Khương Trường Sinh, Khương Tử Ngọc đang xem Khương Tiễn đã 5 tuổi tập võ, tiểu tử này ra quyền cước như gió, chiêu thức trôi chảy. Khương Tiễn học tập chính là thần công của hiển thánh động thiên, chính là đại chu thiên thần công mà hằng phong tu luyện nghe nói chu thiên thần công của đại thừa long lâu chính là tàn thiên của công pháp này chính là bởi vì tàn thiên mới luyện được dở dở ương ương đại chu thiên thần công ngoại trừ nội công tâm pháp lúc chiến đấu còn có thể hấp thu công lực của địch nhân cũng trong khoảng thời gian ngắn trở về rất có ảo diệu lấy đạo của người trả lại người đại chu thiên thần công mặc dù không thể hút công lực của người để cho bản thân sử dụng nhưng tốc độ bản thân tan rã chân khí cực nhanh không cần hút công lực của người mà tu luyện công này sẽ không tổn hại đến thân thể còn có thể kéo dài tuổi thọ khương tử ngọc đắc ý cười nói thế nào tiễn nhi có phong thái của trẫm không khương trường sinh nói so với ngươi thì mạnh hơn nhiều khương tử ngọc cười ha ha cũng không tức giận nhìn về phía ánh mắt khương tiễn tràn ngập kiêu ngạo khương trường sinh hỏi ngươi thế nào có tính toán gì không Khương Tử Ngọc đợi tại Long khởi quan hơn nửa năm, tháng này thậm chí không về cung, cứ ở trong sân của Khương Trường Sinh, hoa kiếm tâm cũng rất cao hứng, một nhà ba đời người ở cùng một chỗ, đây là cuộc sống hạnh phúc. Tính toán gì, Trẫm đã đánh xuống giang sơn to lớn cho đại cảnh, cũng nên bỏ quyền, để Tú Nhi giám quốc, chờ ta già lại nhường ngôi cho hắn. Khương Tử Ngọc không còn hùng tâm tráng chí. Khương Trường Sinh biết được hắn suy nghĩ gì, tiểu tử này cũng muốn tu tiên, nhưng chuyện này không thể, khương tử ngọc lại không có hệ thống sinh tồn sẽ bị quy tắc thế giới võ đạo hạn chế trừ phi khương trường sinh cường đại đến đánh vỡ quy tắc thế giới khương trường sinh bất đắc dĩ nói muốn luyện một chút đại chu thiên thần công hay không hoặc là đoạt thiên chân long công ít nhất mạnh hơn càng không thiên kinh của ta mong muốn tu hành tuyệt học của ta nhất định phải đánh vỡ tầng cao nhất của càng không thiên kinh hoan xuyên đã bỏ đi ngươi hẳn là cũng thử qua khương tử ngọc lắc đầu bật cười Trẫm cũng không phải người cố chấp, thật ra trẫm hiểu rõ, tư chất trẫm đặt ở đại cảnh 30 năm trước được tính là thiên tài, nhưng ở bây giờ không coi là cái gì, trẫm không bằng Bình An, Hoang Xuyên, dùng hết toàn lực tập võ, thành tựu thần nhân, sau đó hoang phế hơn nửa cuộc đời, cần gì chứ? Không luyện Đại Chu Thiên thần công, đoạt Thiên Chân Long công càng không thể luyện, trẫm cũng không muốn học Đại Thừa Long lâu, dựa vào trấn áp khí vận võ lâm đại cảnh đổi lấy bản thân mạnh mẽ. Trẫm đánh trận nửa đời người, hưởng thụ một chút thì làm sao, tuổi già đi theo ngài luyện một chút đang, đánh vài ván cờ, đấu đế, cũng rất tốt, giang sơn này ngoại trừ ngài, bất kỳ ai đều có thể chuyển đổi cho. Hắn nhún vai, bưng lên một bát củ lạc, đi đến chỗ Khương Tiễn, chuẩn bị chỉ bảo nhi tử một phen. Khương Trường Sinh đột nhiên mềm lòng. Đúng vậy. Hắn đánh trận nửa đời người, cũng nên dừng bước lại. Khương Trường Sinh mặc dù muốn quét Trương Giang Sơn đại cảnh triều, để cho mình thu hoạch được càng nhiều giá trị hương hỏa, nhưng hắn cũng không muốn để Nhi Tử mệt nhọc cả đời. Thôi. Nếu Nhi Tử mệt mỏi, vậy đem hy vọng đặt ở trên cháu trai. Giang Sơn này luôn có người trông mà thèm. Phần lớn tân hoàng đều muốn vượt qua tiền bối. Bất quá Khương Tú năm nay vừa mới thành thân, đoán chừng tầng tôn tử thì còn phải chờ mấy năm. Khương Trường Sinh cười cười, sau đó nhắm mắt tu luyện. Một lúc lâu sau, Võ phong truyền đến tiếng chân khí phun trào Khương trường sinh mở to mắt nhìn lại Thấy có người đang luận bàn cùng hoang xuyên Chính là Bạch Y Nam Tử lúc trước hắn dời núi gặp phải Bạch Y Nam Tử cũng không phải thần nhân Nhưng hoang xuyên cũng không có ngự không khi dễ người Hai người giao chiến trên mặt đất Bạch Y Nam Tử có kiếm pháp siêu tuyệt Lại khiến hoang xuyên trong thời gian ngắn không thể bắt lấy hắn Rất nhiều đệ tử vây xem để hoang xuyên càng thêm hưng phấn, cuối cùng có cơ hội hiện ra công lực thần nhân của mình hắn cố ý không hạ gục bạch y nam tử giả bộ như có tới có lui muốn lộ ra uy phong nhiều hơn khương trường sinh lắc đầu thầm nghĩ tiểu tử thúi bản lĩnh trang bức của ngươi quá yếu ngươi hẳn là khiến cho hắn hiện ra sự mạnh mẽ của mình lại trấn áp thô bạo mà không phải có tới có lui như thế sẽ chỉ tôn lên đối phương càng mạnh thời gian đại khái đi qua một nén nhang hoang xuyên đánh bại bạch y nam tử bạch y nam tử nửa quỳ ở trước sơn môn mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Hắn không nghĩ tới bên trên long khởi quan ngoại trừ đạo tổ, còn có thần nhân, khinh thường võ lâm đại cảnh. Hoàng xuyên đứng bên trên sơn môn nhìn xuống hắn, nói. Ngươi đi đi, sư phụ ta không thu đồ đệ. Bạch y nam tử cắn răng nói. Ta cứ quỳ thẳng ở đây, mãi cho đến khi đạo tổ đồng ý. Hoàng xuyên trợn trắng mắt, nói. Vậy cứ quỳ đi, chỉ cần ngươi dám đạp vào sơn môn, ta liền giết ngươi. Bạch Y Nam tử lúc này quay người, leo đến bên bờ vực bên cạnh, quỳ lạy Long Khởi Sơn. Sau khi hắn nhường đường, đám khách hành hương mới lần lượt lên núi, mỗi người đều sẽ nhìn hắn với ánh mắt dị dạng, nhưng hắn làm như không nghe thấy, vẫn như cũ quỳ ở đó. Khương Trường Sinh âm thầm tò mò, vị nữ tử áo vàng kia đâu, làm sao không có đi cùng Bạch Y Nam tử, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi. Hắn không có suy nghĩ nhiều, hắn xác thực không muốn thu đồ đệ, Long Khởi Quan đã làm lớn đại cảnh hoàng thất lại ổn định, hắn chuyên tâm tu đạo là được. Thoáng chớp mắt. Mười ngày đi qua. Bạch y nam tử còn quỳ, không ăn không uống, hắn đã không người, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hoang suy nhìn không được, không thể không tiến đến bái phỏng Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh suy nghĩ một chút, để Hoang Xuyên trước chiếu cố người này một phen, đợi thân thể của hắn khôi phục lại nói. Tên này vẫn rất có nghị lực. Khương Trường Sinh sinh ra một ý nghĩ. Khương Tử Ngọc vui cười nói: "Nếu sợ phiền toái, trẫm ra lệnh Bạch Y vệ bắt hắn bỏ vào trong thiên lao, để cho hắn quỳ cả một đời." Khương Trường Sinh lắc đầu, không có nói tiếp. Ngày kế tiếp, gần giữa trưa, Bạch Y Nam tử được Hoang Xuyên dẫn đầu đi tới, hắn đặc biệt rửa mặt qua, cả người khôi phục hình ảnh quân tử nhẹ nhàng, không nửa chật vật. Nhìn thấy Khương Trường Sinh, Bạch Y Nam tử khắc chế không được xúc động, quỳ lạy Khương Trường Sinh. "Tiền bối, không" lão thần tiên, ngài nhất định phải thu ta làm đồ đệ, ta cam nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. Bạch y nam tử gõ cái trán cố nén xúc động, trầm giọng nói. Khương Trường Sinh hỏi. Ngươi đến từ phương nào, vì sao nhất định phải bái ta? Bạch y nam tử trả lời. phản bối tên Tề Duyên, đến từ Đại Tề, Đại Tề Vương Triều 8 năm trước vừa tấn thăng làm khí vận Hoàng Triều, ta là Hoàng tử, phụ hoàng hy vọng đám hoàng tử chúng ta đều có thể thay hắn chinh chiến tám phương, ta chán ghét chiến tranh, liền dẫn tiểu muội rời khỏi đại tề, một đường đi đến đại cảnh cách xa đại tề nhất. Huynh muội chúng ta vốn muốn khai tông lập phái, muốn phát dương võ đạo không chiến tranh, nhưng khi kiến thức đến sức mạnh to lớn của tiền bối, ta mới tìm thấy mục tiêu của mình. Chỉ có thu hoạch được sức mạnh to lớn như ngài, mới có thể trấn áp thiên hạ, để các vương triều khắp thiên hạ không chinh chiến nữa, thiên hạ Thái Bình mới có thể buông xuống đại tề. Khương Trường Sinh chưa nghe nói qua, nhưng không nghĩ tới tề duyên lại là người như vậy. Khương Tử Ngọc hít mắt, mở miệng hỏi. Khí vận hoàng triều, đại tề so sánh với đại cảnh, ai mạnh, cương thổ người nào lớn hơn? Tề duyên ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Tử Ngọc, nói. Tất nhiên là đại tề mạnh hơn, đại tề lập triều 300 năm, chinh chiến 300 năm, cương thổ gấp 5 lần đại cảnh bây giờ có thừa, đại tề chiếm đoạt quá nhiều vương triều, lại thêm được vào một trong ba triều tông phía trên vân hải yên sơn duy trì thực lực võ đạo cũng mạnh hơn đại cảnh khương tử ngọc nhíu mày tề duyên quay đầu nhìn về phía khương trường sinh nói xin tiền bối thu ta làm đồ đệ nếu như ta tập được vũ lực cái thế cũng sẽ không nguy hại đại cảnh mục đích ta tập võ là hy vọng thiên hạ thái bình khương trường sinh bình tĩnh nói như vậy đi ngươi đi tới các quận đại cảnh tu kiến đạo quan cho ta lập tượng Nói cho bách tính xung quanh, thờ phụng ta, thắp hương cho ta, sẽ thu hoạch được đạo tổ chúc phúc, đợi ngươi tu kiến xong, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ, có bạch y vệ, các ngõ ngách đại cảnh đều có thể điều tra ra, nếu ngươi muốn gian lận, ta sẽ không thu ngươi. Tề Duyên há to mồm, bây giờ số lượng quận huyện đại cảnh vượt qua 100, hắn phải đi xây bao lâu? Chờ chút. Hắn có thể mượn nhờ tên đạo tổ, phát dương chủ trương tư tưởng của mình, ngay cả đạo tổ đều chủ trương hòa bình đây chẳng phải là càng dễ mở rộng, càng dễ làm cho người tin phục. Tề Duyên đáp ứng, nói. Tốt, bây giờ ta liền đi. Dứt lời, hắn đứng dậy rời đi, bước tiến của hắn rất nhanh, rời đi sân nhỏ, hắn thi triển kinh công rời đi. Sảng khoái như vậy. Thật đúng là trẻ con miệng còn hôi sữa. Trong lòng Khương Trường Sinh cảm khái, bất quá nói đi thì nói lại, có đôi khi trẻ con miệng còn hôi sữa cũng có thể thành việc lớn. Lúc này, Khương Tử Ngọc cũng đứng dậy, đi ra ngoài đình viện. Khương Trường Sinh hỏi. Ngươi đi đâu vậy? Khương Tử Ngọc khoát tay áo, cũng không quay đầu lại, chỉ để lại một câu nói. Chinh chiến thiên hạ, để đại cảnh vượt qua đại tề. Ngày thứ hai tề duyên xuống núi, Khương Tử Ngọc đã vào triều, hắn quyết đoán ban xuống rất nhiều chỉ lệnh, nhân thủ vận bộ được mở rộng, hắn còn chuẩn bị trù bị một nhánh quân đội đặc thù võ công cao cường, cánh cửa tạm định là linh thức cảnh, quân tên thiên sách chiếu này công chiếu thiên hạ không hỏi xuất thân trừ bỏ tử tù bị triều đình truy nã đều có thể báo danh thiên sách quân sát hạch giang sơn đại cảnh quá lớn trọn vẹn thời gian một năm thiên hạ mới biết hết mỗi ngày đều có võ giả giang hồ chạy đến ti châu địa điểm sát hạch thiên sách quân không ở kinh thành mà là một tòa thành khác của ti châu do từ thiên cơ bình an phụ trách trấn thủ ngắn mỗi thời gian một năm nhân số binh sĩ thiên sách quân ghi lại trong danh sách đã vượt qua năm vạn năm vạn binh sĩ linh thức cảnh thiên hạ chấn kinh đây chỉ là mới vừa bắt đầu càng vũ năm 23, tháng 7. khương trường sinh đang dạy khương tiễn 7 tuổi tập võ luyện chính là thái thanh kiếm thuật khương tiễn nắm thái hành kiếm mảy may không tốn sức Hàng huyên một hồi lâu khương tiễn bỗng nhiên dừng lại hét lên sư tổ ta không muốn luyện kiếm khương trường sinh cười hỏi vậy ngươi muốn luyện cái gì khương tiễn vào đầu nói ta muốn luyện binh khí càng nặng binh khí càng nặng khương trường sinh quan sát tỉ mỉ khương tiễn cái bớt của khương tiễn có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí rèn luyện thân thể thúc đẩy sinh trưởng chân khí hàng năm còn ở bên dưới địa linh thụ chân khí trong cơ thể hắn đã đi đến linh trình độ thức cảnh tiểu tử này giống như bình an đều là kỳ tài ngút trời Khương tiễn thiên tư ở chỗ chân khí thúc đẩy hiệu suất sinh trưởng thân thể, thiên tư bình an thì là ở chỗ thân thể bá đạo. Mặc dù lực lượng của khương tiễn kém xa bình an, nhưng chân khí sung túc, để hắn có thể dơ lên binh khí càng nặng. Đối với vị tôn nhi này, khương trường sinh vẫn rất yêu thương, truyền âm cho hoa kiếm tâm, để hoa kiếm tâm đi tìm khương tử ngọc hoặc khương tú. Tiễn nhi, ngươi càng ưa thích võ học cương mảnh bá đạo, mà không phải tuyệt học chiêu thức tinh diệu. Khương trường sinh hỏi. Khương Tiễn gật đầu, nắm chặt nắm tay nhỏ, nói: "Trong mắt của ta, bản thân không đủ mạnh, mới cần cái gọi là võ học tinh diệu tăng lên chính mình, ta càng muốn thân thể mạnh mẽ hơn." Hắn bày ra bộ dáng giống như ông cụ non, nói chuyện vẫn rất có bộ dáng. Bạch Kỳ cười nói: "Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi có thể so được sư bá Bình An của ngươi à, nếu ngươi nhìn thấy hắn, ngươi khẳng định sẽ vứt bỏ ý nghĩ hiện tại." Khương Tiễn liếc mắt trừng nó, nói: ta chưa thấy qua, một ngày nào đó ta sẽ khiêu chiến hắn, thử một chút sự lợi hại của hắn. Khiêu chiến Bình An. Muốn chết. Khương Trường Sinh cũng có chút sầu lo, sợ Bình An không cẩn thận đánh chết tiểu tử này. Thôi. Khương Trường Sinh nhắm mắt, chuẩn bị sáng tạo một bộ tuyệt học tôi thể. Tu tiên và võ đạo tuy là hai hệ thống, nhưng một ít pháp thuật, thần thông của tu tiên có khả năng tương thông cùng võ học. Khương Trường Sinh nghĩ đến thiên tâm lôi pháp của mình, lôi điện tôi thể, hiệu quả mạnh hơn, chẳng qua dễ dàng nghiền ép tiềm lực của thân thể, nếu tuyệt học này có thể dung hợp cùng với những võ học khác, có lẽ có thể sáng tạo ra một bộ công pháp khó lường. Từ khi sáng tạo càng không thiên kinh, Khương Trường Sinh không có sáng tạo những công pháp khác, nhất là khi các đệ tử tu luyện càng không thiên kinh không thể luyện được linh lực, hắn không còn tâm tình sáng tạo, còn không bằng để các đệ tử tu luyện võ học mà hắn lấy được hôm nay tính là phá giới vì tôn nhi hắn xác thực hết sức ưa thích khương tiễn thậm chí càng yêu thương hơn khương tú có lẽ bởi vì khương tú đã lớn lên khương tiễn còn tuổi nhỏ sau ba ngày khương tú tự mình mang theo một đám bạch y vệ đến mấy tên bạch y vệ dẫn theo đau thương chùa y tiễn đều là binh khí hạng nặng khương tú nhất nhất giới thiệu cho khương tiễn nghe nói bên trong phương thiên hỏa kích có chữ rất giống tên của mình khương tiễn hết sức hưng phấn hắn chỉ phương thiên hỏa kích nói đại ca ta thích binh khí như thế nhưng có thể lại nặng thêm một chút hay không lại nặng thêm một chút khương tú sửng sốt đột nhiên nhớ tới khi còn bé sư tổ đánh giá không cao tư chất võ đạo của mình hắn lúc ấy còn không phục bây giờ lại nhìn khương tiễn hắn đột nhiên hiểu rõ tư chất võ đạo của hắn thật rất bình thường mặc dù trong lòng chua xót khương tú vẫn cười đáp ứng khương trường sinh vẫn đang nhắm mắt khổ tư sau khi Khương Tú hành lễ hắn liền rời đi. Một tháng sau, Khương Tú lần nữa dẫn người đến, bốn tên bạch y vệ khiên một thanh phương thiên hỏa kích gần dài một trượng, Khương Tú nói. Đây là được huyền thiết ngàn năm tạo ra, nặng đến 5.700 cân, đây chính là ta ra lệnh cho người tạm thời tạo ra, cho dù bên trong thiên sách quân cũng không có binh khí nặng như thế. Khương Tiễn thử nâng lên một chút nhưng không được, phát hiện nó rất nặng, vui vẻ nói. Cốt cốt cốt, là cái này nâng lên không được thì yêu thích. Khương Tú không thể nào hiểu được, nhưng vẫn chiều theo tiểu tử này. Sau khi đám người Khương Tú rời đi, Khương Tiễn tiếp tục nếm thử nâng phương thiên hỏa kích lên, làm sao dùng sức đều không được. Rơi vào đường cùng, Khương Tiễn chỉ có thể tiếp tục tu luyện đại chu thiên thần công. Một mực đến cuối năm, Khương Trường Sinh cuối cùng vì Khương Tiễn đã sáng tạo ra một bộ tuyệt học tôi thể, hắn mang tên là Thiên Lôi Bất Diệt Thần Thể, công pháp này kết hợp rất nhiều công pháp tôi luyện thân thể, còn ẩn chứa phương pháp hấp thu linh khí độc môn, thiên lôi rèn luyện thân thể, linh khí chữa trị thân thể. Triệt tiêu hiệu quả mặt trái, từ đó không có đại giới nghiêm trọng. Thiên lôi bất diệt thần thể. Khương Tiễn nghe xong hết sức ưa thích, cực kỳ hưng phấn. Bạch Kỳ không khỏi mắt trợn trắng, cái tên cùi bắp gì thế này. Khương Trường Sinh bắt đầu truyền thụ công pháp, Bạch Kỳ mặc dù chửi bậy trong lòng, nhưng cũng lắng tai nghe. Đợi Khương Tiễn nhớ lại, hắn bắt đầu tu luyện trước nắm giữ tâm pháp, lại tìm lôi điện tôi thể, Khương Trường Sinh nắm giữ thiên lôi tâm pháp, có thể mình thúc đẩy sinh trưởng lôi điện, cho nên Khương Tiễn không cần rời khỏi Long Khởi Quan. Khương Trường Sinh một bên vận công nạp khí, một bên mong đợi nhìn về phía Khương Tiễn. Nếu như hắn bồi dưỡng được một tôn cường giả võ đạo vô địch, cũng thật có ý tứ. Khương Tiễn Kim Tu Đại Chu Thiên Thần Công cùng Thiên Lôi Bất Diệt Thần Thể, tương đương với tu tập tuyệt học của Hiển Thánh Động Thiên và Đạo Tổ, trong ngày thường tập võ còn được khương trường sinh vị cường giả vượt xa càng khung cảnh chỉ bảo tiền đồ của hắn không thể dự đoán về sau nếu khương la tiểu tử kia trở về có thể luận bàn một thoáng khương trường sinh đắc ý nghĩ hắn nghĩ thiên lôi bất diệt thần thể không kém hơn tuyệt học mà hằng phong lộ ra dĩ nhiên hiển thánh động thiên có khả năng có tuyệt học mạnh hơn vậy cũng là nói sao bạch kỳ cũng đi theo tu luyện thiên lôi bất diệt thần thể khương trường sinh không có ngăn cản cũng nên cho nó chút ngon ngọt, cái tên này một mực kẹt tại thần tâm cảnh, khổ nổi không có phương đột phá, có lẽ thiên lôi bất diệt thần thể có thể giúp nó đột phá. Đại cảnh, Ngự Châu, quận Hoa Tịch Trong rừng núi, Tề Duyên đang cùng năm tên nam tử dựng đạo quan, hắn tự mình hỗ trợ, áo trắng dính đầy tro bụi, bùn đất, nhưng hắn tuyệt không quan tâm. Dưới gốc cây sau lưng bọn họ, muội muội Tề Duyên, Tề Tư Tư nhàm chán ngáp một cái, nàng đứng dậy, nói. Đại ca, muốn rời đi hay không, chờ ngươi xây xong hết thảy đạo quan, sợ là không chỉ 20 năm, tội gì khổ như thế chứ. Tề Duyên cũng không quay đầu lại nói. Tâm thành thì linh, bản thân cái này cũng là một loại tu hành, một loại phương thức truyền đạo. Tề Tư Tư lắc đầu, không thể nào hiểu được. Tề Duyên cười nói, ngươi đi về trước đi, không cần đến quản ta, quản tốt môn phái của ngươi, nghe nói gần đây có môn phái võ lâm gây phiền phức cho các ngươi. Tề tư tư khinh thường nói. Môn phái kia ngay cả thông thiên cảnh cũng không có, muốn chết thôi, ta đều không thèm để ý. Hai huynh muội hàng huyên một hồi lâu, tề tư tư cuối cùng không tiếp tục chờ được nữa, lựa chọn trở về. Tề duyên thì tiếp tục bận rộn. Hắn tuyệt không mệt mỏi, ngược lại thấy phong phú trước nay chưa có, ít nhất hắn không bao la mờ mịt, biết được nên làm như thế nào. Lại qua ba ngày, tòa đạo quan này đã được xây xong, Khác biệt với đạo quan của đạo sĩ, tòa đạo quan này không lớn, chỉ có một gian nhà, bên trong có dựng tượng đá của Khương Trường Sinh, đây là hắn chuyên môn tìm người chế tạo, mặc dù có khoảng cách với Khương Trường Sinh, nhưng trên đại thể xem rất giống. Hai bên tượng đã có dựng hai tấm bản gỗ thật dài. Đạo tổ chuyển võ phong, ngày đi ba ngàn dặm. Trong lúc lịch luyện hồng trần, cứu khổ cũng cứu nạn. Tề duyên hoàn thành hai câu đối, hài lòng dò xét kiệt tác của mình đêm đó hắn ở lại trong đạo quan qua đêm ngồi trước tượng đá đạo tổ hắn dị thường chân thật trong mộng mộng thấy thiên hạ thái bình mình và muội muội trở lại đại tề phụ hoàng không còn bức bách bọn hắn chinh chiến không còn hòa thân vô luận là hoàng thất hay là bách tính đều bình đẳng tự do có thể hưởng thụ chuyện mình yêu thích hôm sau trời vừa sáng hắn chạy tới hương trấn gần đó tuyên truyền chuyện đạo quan của đạo tổ tên đạo tổ đã truyền khắp các ngõ ngách đại cảnh cho nên khi hắn tuyên truyền cho đạo quan của đạo tổ, dân chúng không có mâu thuẫn, ngược lại vào xem lại không đưa tiền hương hỏa, hắn thuận thế tôn sùng thiên hạ lý niệm không chiến tranh. Cũng nhận được dân chúng duy trì. Rất thuận lợi, con đường này quả nhiên không sai. Tề duyên vui thích nghĩ đến, trước bái đạo tổ, thật sự quá sáng suốt. Tràng vũ năm 24, hoàng đế chiêu cáo thiên hạ, tân xuân năm sau sẽ ngưng tụ khí vận thiên hạ, trợ đại cảnh bước vào khí vận vương triều, dân chúng không hiểu như thế nào là khí vận vương triều, nhưng chỉ cần có thể để bọn hắn sinh hoạt càng tốt hơn, bọn hắn sẽ ủng hộ. Trong ngự thư phòng, Khương Tử Ngọc đang ngồi trên ghế rồng, Khương Tú đứng bên cạnh, hàng thiên cơ ở trước bàn hồi báo tình huống vận tháp trong các quận. Sau khi vận bộ mở rộng nhân thủ, bây giờ các nơi trong thiên hạ đại cảnh đều đã tu kiến xong vận tháp, chỉ đợi ngày lành đẹp trời, ngưng tụ khí vận của đại cảnh, vì thế, hàng thiên cơ xây dựng nhân hoàng bia trong hoàng cung, chính là chất liệu đặc thù chế thành, lấy từ sâu trong lòng đất. Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ giờ lành đến, bất quá việc này tất nhiên sẽ truyền đến thiên hạ các triều, tất có võ giả đến đây nhiễu chuyện, hoặc là ngăn cản đại cảnh trở thành khí vận vương triều, hoặc là đánh cắp khí vận của đại cảnh, chúng ta không được khinh thường, thiên hạ này trước mắt cũng chỉ có ngũ phương khí vận vương triều. Không ít vương triều đang bị người can thiệp khi đang trùng kích khí vận vương triều, dẫn đến thất bại, từ đó không gượng dậy nổi. Hàng Thiên Cơ nghiêm túc nói. Khương Tử Ngọc hỏi. Người nào tới phá hư? Triều Tông. Hay Hiển Thánh Động Thiên? Hàng Thiên Cơ lắc đầu nói. Hiển Thánh Động Thiên đương nhiên sẽ không đến, nhưng thiên hạ này còn ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ thần bí cùng với môn phái, rất nhiều đều chạy ra từ bên trong Hiển Thánh Động Thiên, bọn hắn vì đột phá võ đạo cực hạn của bản thân, không từ thủ đoạn, mỗi khi có vương triều ngưng kết khí vận, chính là thời điểm bọn hắn cùng hoang. Khương Tử Ngọc như có điều suy nghĩ. Khương Tú cười nói. Không sao đâu, có sư tổ ở đây, người nào tới người đó chết. Hàng Thiên Cơ gật đầu, nói. Đạo tổ xác thực mạnh mẽ, nhưng chúng ta vẫn cẩn thận một chút, võ giả đánh cấp khí vận, sẽ ỷ vào thiên địa kỳ bảo, có khả năng là lập tức, khí vận ngưng kết đến nhân hoàng bia bị rút đi, khí vận vừa đứt, đại cảnh lại không có cơ hội thành tựu khí vận vương triều. Khương Tú nhíu mày, không hợp thói thường như thế. Ngày đó, Khương Tử Ngọc điều động Khương Tú Tiến đến bái phỏng Khương Trường Sinh, báo về việc này. Khương Trường Sinh cười nói. Các ngươi cứ đi làm, có ta ở đây. Hắn một bên tu luyện, một bên nhìn chầm chầm Khương Tiễn, tiểu tử này tu hành thiên lôi bất diệt thần thể mới hơn nửa năm, gân cốt đã thuế biến, xem ra hắn xác thực hết sức thích hợp loại phương pháp tôi thể này. Khương Tú cũng chú ý tới Khương Tiễn biến hóa, tiểu tử này vậy mà đã có khả năng vung lên phương thiên họa kích kia, lúc này mới bao lâu? Khương Trường Sinh cười nói. Thế nào, cao hứng không, ngày sau ngươi như đăng cơ, trong tay ngươi chí ít có người có thể dùng. Câu nói này xem như bỏ đi lo lắng của Khương Tú. Nghe vậy, ánh mắt Khương Tú sáng lên, đúng vậy, Bình An chính là đệ nhất mảnh tướng dưới tay Phụ Hoàng, chờ hắn đăng cơ, đoán chừng Bình An sẽ nghỉ ngơi, mà hắn cũng phải nâng đỡ lên lực lượng của mình. Bị Khương Trường Sinh điểm tỉnh, ánh mắt khương tú nhìn về phía khương tiễn trở nên nóng bỏng hắn giống như đoán trước đệ nhất mảnh tướng tương lai của đại cảnh xuất hiện ở trước mắt sau ngày hôm đó khương tú mỗi tháng đều sẽ rút thời gian đến thăm khương tiễn khương tiễn cũng hết sức ưa thích hắn tình cảm hai huynh đệ càng ngày càng tốt khương tú sẽ còn đi bái phỏng mẫu phi khương tiễn để hoàng phi thụ sủng nhược kinh đối với việc khương tú nguyện ý thân cận khương tiễn hoàng phi tự nhiên cao hứng thời gian cực nhanh càng vũ năm hai mươi lăm đầu tháng 1. Kinh thành trở nên vô cùng náo nhiệt, bốn phía cửa thành có rất nhiều thương nhân, võ giả lui tới, đều muốn chiêm ngưỡng đại cảnh trở thành khí vận vương triều. Liên quan tới khí vận đã truyền ra khắp võ lâm, ngày xưa đại thừa Long Lâu chính là dựa vào khí vận vương triều củng cố võ đạo, dẫn đến giang sơn võ lâm không thể cuộc khởi, bây giờ hoàng đế tập kết khí vận, để võ giả khắp thiên hạ đều có thể hưởng thụ khí vận, nhân sĩ võ lâm tự nhiên cao hứng, tò mò trong phòng khách của một gian khách sạn. Một lão hòa thượng đang uống trà, đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, một hòa thượng trẻ tuổi tiến vào. Sư phụ, ta tìm hiểu qua, bây giờ trong kinh thành có hai vị thần nhân, Long Khởi Quang Hoang Xuyên cùng Đạo Tổ, Đạo Tổ càng là tồn tại siêu nhiên dễ dàng tru diệt kim thân cảnh. Hòa thượng trẻ tuổi ngồi xuống nói. Lão hòa thượng thảnh thơi lay động chén trà, nói. Thiên sách quân đâu, không có điều tới hòa thượng trẻ tuổi cao mày nói. Không có, vẫn như cũ ở một tòa thành khác luyện trận, đồ nhi hoài nghi hoàng đế đại cảnh ỷ vào lực lượng đạo tổ, chuyến này rất nguy hiểm, thật muốn tranh vào vũng nước đục. Lão hòa thượng liếc mắt nhìn hắn, nói. Thiên hạ này có mấy vương triều có tư cách thành tựu khí vận vương triều, 50 năm qua ngươi có thể đụng tới một cái. Hòa thượng tuổi trẻ buồn bực nói. Ta cảm thấy đánh đạo tổ, còn không bằng đi đánh triều tông, đạo tổ đã phế tam phương triều tông năm ngoái tụ tinh lâu bị triều tông khác thôn phệ thông vũ cốc không thấy tâm hơi hôm nay thiên hạ chỉ còn lại có bảy phương triều tông lão hòa thượng khẽ nói ai nói muốn đánh ngoại trừ tam phương triều tông bên trên triều tông khác đều ngăn cản vương triều ngưng kết khí vận dẫn đến khí vận phân tán không thể so sánh với vương triều tấn thăng khí vận vương triều một tháng sau nhân hoàng bia sẽ tụ tập khí vận to lớn một khi đoạt được cảnh giới sư đồ ngươi ta có thể bay vọt Vi sư lại nối tiếp 50 năm tuổi thọ, lại đến đỡ ngươi phục quốc. Hòa thượng tuổi trẻ nhíu chân mày chặt hơn. Chờ xem đi, tuyệt không chỉ chúng ta, chắc chắn còn có cao thủ khác đến đây, nói không chừng còn có người của Triều Tông, từ xưa đến nay, chỉ có lợi ích đủ lớn, có thể khiến người ta quên hoảng sợ, chúng ta không làm người đầu tiên xuất thủ là được. Lão Hòa thượng bình tĩnh nói. Hòa thượng tuổi trẻ nói theo. Nghe nói núi bên ngoài kinh thành là đạo tổ dọn tới, bách tính kinh thành tận mắt nhìn thấy, khó có thể tưởng tượng đạo tổ mạnh bao nhiêu. Lão Hòa Thượng khịt mũi coi thường nói. Nói bậy, làm sao có thể có người dời núi tới, mà lại là ngọn núi to lớn kia, thực sự có người có thể. Hòa Thượng tuổi trẻ yên lặng. Đúng vậy. Núi lớn như vậy, sức người làm sao có thể di chuyển. Không chỉ bọn hắn, tất cả võ giả khác đến từ địa phương khác cũng nghe chuyện đạo tổ dời núi, ở trong khách sạn đều có người đang nghị luận, có người kinh ngạc tán thán đạo tổ mạnh mẽ, nhưng nhiều người hơn không tin, những người này cũng chưa từng tới kinh thành, đánh chết bọn hắn đều không tin, có người có thể di chuyển cự nhạc ngàn trượng. Người đại cảnh thật sự ngu muội, cái gì đều tin. Màn đêm buông xuống. Khương Trường Sinh ở dưới tàn cây nhớ kỹ số lượng người mạnh mẽ, kinh thành thật nhiều võ giả, hắn đã bắt đầu chờ mong ngày mai bạch kỳ cũng cảm nhận được trong kinh thành có thật nhiều cổ khí tức cường đại nó đi vào bên cạnh khương trường sinh hỏi ngày mai chính là ngày mở ra nhân hoàng bia vì sao bệ hạ còn không điều động thiên sách quân đến đây ít nhất để bình an từ thiên cơ trở về chứ khương trường sinh nói không sao đâu có ta ở đây là đủ bạch kỳ trừng mắt nhìn nói địa vị ngài cao như vậy hà tất tự mình ra tay khương trường sinh nói nếu để cho bọn họ tới, thời gian chiến đấu sẽ kéo dài, dễ dàng thương tới người vô tội, thậm chí thả tạc nhân chạy mất, đại cảnh thăng khí vận vương triều, chính là công tích vạn thế, phúc phận cho vạn vạn người. Thì ra là thế. Bạch Kỳ đột nhiên đổi mới cách nhìn về Khương Trường Sinh, vị thần tiên này nhìn như đạm mạc, kỳ thực cất giấu một thánh tâm. Bên ngoài đình viện, bên cạnh cầu nhỏ, Khương Tiễn đang vung vẩy phương thiên hỏa kích, kích này đối với hắn mà nói thật dài nhưng bị hắn đùa bẩn hổ hổ sinh phong. Hoa kiếm tâm đứng ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Tiểu tử này đơn giản là bình an linh trí bình thường, khí lực lớn, chiêu thức lại nước chảy mây trôi. Nàng cũng bắt đầu chờ mong tương lai của Khương Tiễn. Mặt trăng lặng mặt trời mọc. Ngày tân xuân đến, xung quanh hoàng cung bị cấm vệ phong tỏa, quần thần vào cung, dân chúng cũng sớm trời giường, đi vào trên đường phố, chờ đợi khí vận vương triều đến, bọn hắn đều rất tò mò, như thế nào là khí vận vương triều. Nhân hoàng bia cao tới 50 trượng, cực kỳ bắt mắt đặt ở trong hoàng cung, cho dù ở ngoài hoàng cung cũng có thể thấy. Trong tẩm cung, các cung nữ đang ở thay quần áo cho Khương Tử Ngọc, Khương Tử Ngọc mặc vào lông bào miệng quan mình lúc trước mặt khi đăng cơ, hắn nhìn mình trong gương đồng, lẩm bẩm nói. Võ tổ, văn đế, sau ngày hôm nay, trẫm muốn triệt để vượt qua các ngươi, dẫn đầu đại cảnh hướng đi đến cường thịnh chân chính thời gian một nén nhang sau khương tử ngọc đi ra tẩm cung hắn đến trước điện kim loan ngay phía trước chính là chỗ quảng trường đặc nhân hoàng bia quần thần vần quanh rõ ràng theo trận pháp mà đứng số lượng gần vạn trước nhân hoàng bia có một cái đỉnh rất lớn trên đỉnh cắm một cây nhang cao tới nửa trượng còn chưa nhóm lửa trước đỉnh có bậc thang do gỗ liêm chế thành có thể đạp đến phía trên miệng đỉnh khương tử ngọc đứng trên bậc thang trước điện kim loan hoàng hậu hoàng phi hoàng tử công chúa đám người gặp hắn đến, lần lượt đi vào đứng phía sau hắn, chờ đợi, ngay cả Khương Tiễn cũng tới, tiểu tử này hoạt bát nhất, nhìn xung quanh, mẫu phi hắn không thể không thấp giọng giáo huấn hắn. Khương Tử Ngọc hết thảy có 14 vị hoàng tử, 27 vị công chúa, trong đó có 5 vị còn ở trong tả lót, tất cả đều có mặt. Tần Vương Khương Dự cũng tới, hắn đứng ở trong quần thần, nhìn về phía Khương Tử Ngọc. Trong lòng của hắn tràn ngập cảm khái, không nghĩ tới đại cảnh có thể đi đến một bước này. Phụ hoàng, khi ngài còn sống có thể nghĩ tới đại cảnh sẽ đi đến hôm nay. Khương Dự yên lặng suy nghĩ, hắn đưa mắt nhìn lại, muốn tìm tìm bóng dáng Khương Trường Sinh, phát hiện Khương Trường Sinh cũng không có tới, nhưng hắn cũng không có hoảng, hắn tin tưởng Khương Trường Sinh ở bên trong long khởi quan đang nhìn, sẽ thủ bảo vệ bọn họ. Trên thực tế đúng là như thế. Khương Trường Sinh, Hoa Kiếm Tâm, Vong Trần, bạch kỳ ngồi tĩnh tọa ở bên bờ vực xa xa nhìn kinh thành bọn hắn có thể thấy nhân hoàng đi to lớn kia bạch long cũng bò qua tới tham gia náo nhiệt nó chỉ nâng lên đầu rắn đã lớn hơn ba người khương trường sinh rất dọa người phong trần cảm khái nói một khi bước vào khí vận vương triều đại cảnh sẽ bay lên ta không cách nào tưởng tượng mấy trăm năm sau đại cảnh sẽ là cường thịnh bực nào ánh mắt hắn đầy chờ mong mặc dù vận mệnh bất công nhưng hắn làm thái tử nhiều năm như vậy vẫn tràn ngập quyến luyến giang sơn đại cảnh hy vọng giang sơn càng tốt hoa kiếm tâm cười nói vậy thì phải xem đạo trưởng sống bao lâu vong trần không khỏi nhìn về phía khương trường sinh thần sắc khương trường sinh bình tĩnh để cho người ta nhìn không thấu hắn có ý nghĩ gì trong lòng hắn đột nhiên có chút thất lạc nếu như đạo trưởng thật sự là thần tiên thì tốt nhưng lý trí nói cho hắn biết đạo trưởng cũng là người chẳng qua là tạo nghệ võ đạo khó có thể tưởng tượng mà thôi là người liền sẽ chết đúng vậy trên đời nào có người bất tử nào có triều không vong phong trần tự lẩm bẩm ngữ khí có chút sầu não khương trường sinh mở lời người sống một đời chỉ tranh sớm chiều hậu thế tự có phúc của hậu thế cuồn cuộn hồng trần tự có mệnh số của nó chỉ cần rực rỡ qua liền sẽ không bị quên phong trần cảm thấy có lý người đương thời hà tất đi sầu lo gian sơn hậu thế thời gian chậm rãi trôi qua mặt trời dần dần mọc lên ở phương đông. Bên cạnh nhân hoàng bia, hàng thiên cơ cùng các quan lại vận bộ khoác quần áo long trọng, như thiên sư đang chuẩn bị tế tự. Hàng thiên cơ nhìn chầm chầm bầu trời, thấy giờ lành sắp đến, mở lời. Thỉnh bệ hạ mang theo hoàng thất tiến lên. Nghe vậy, Khương Tử Ngọc lúc này đi xuống bậc thang, hoàng thất theo sát phía sau. Quần thần quỳ theo, triều bái nhân hoàng bia nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha